vẫn chưa nhuộm lại tóc đen à. Phạt, đã nhuộm tóc lại còn xăm hình. Phạt. Nhưng mà tóc này là tóc tự nhiên. Xăm rồi làm sao xóa được. Con trai mà lại bóng khuyên à. Phạt, cậu này là còn mang váy nữa. Phạt. À, thầy giáo mới. Bắt đầu từ hôm nay, mọi luật lệ của trường sẽ được phá bỏ. Ui, thầy cũng sợ khuyên. Thầy mặc váy của mình. Thầy xăm hình nữa kia. Không thể nào. Bạn nào muốn xăm hình, muốn nhuộm tóc thì lên đây đăng ký với thầy. Thầy lo hết. Kể cả muốn mặc váy, sang cửa hàng Jun ZX 292 Lê Duẩn, thầy phát cho mỗi bạn một cái làm đồng phục. Luật của trường bây giờ là bất quy tắc. Yeah. Em đăng ký. Em nữa thầy ơi. Đi học mà xăm mình như vậy, không bị giáo viên mắng à? Trường tao từ giáo viên đến học sinh đều xăm hình. Phết, giáo viên chả đi xăm cả. Thế mày chưa biết thầy quốc của Du Nhất Ít rồi. Hả? Trên người thầy không có chỗ nào là không dính mực cả. Thầy bỏ ngoài tai mọi định kiến rằng người xăm trổ là đầu trộm đuôi cướp, là xã hội đen. Thầy xăm vì thầy đam mê và muốn trở nên thật mạnh mẽ. Thầy làm giáo viên Du Nhất Ít cũng vì tao mới nhuộm tóc này. Đây là ngôi trường mơ ước của thầy. Nhìn hình xăm mới của tao này. Nơi mọi định kiến đều bị phá vỡ. Ê cho xin miếng son đi. Con người được sống thật với bản ngã của mình. Wow, tao tò mò về thầy quá. Chắc trông thầy cũng vẻ cool ngầu lắm nhỉ. Với độ ngông của thầy mà kết hợp với trang phục Jun ZX thì đúng với slogan chọn khác biệt, ngại gì định kiến. Đây là Jun ZX, nơi tất cả học sinh đều mặc trang phục đen cool ngầu. Ở Jun ZX, ai cũng có thể làm nam vương, trai hay gái, béo hay gầy, cao hay thấp, đều được hết. Nên từ đây cậu đừng nhìn năng nữa, là chính mình vẫn là đẹp nhất. Nhưng nam vương thì chỉ có một, và đó là tao. Giờ thì không còn nữa, vì mày dám mò đi xâm minh người khác, không xứng đáng là nam vương chứ. Ở trường này, không có dạng nào cả. Thì bảo vệ người yêu kỹ gì chứ. Nhưng con gái ở Jun ZX lại chẳng cần ai bảo vệ. Mà ngược lại, con trai sẽ nhận được sự bảo vệ từ người mình yêu. Chào mừng cậu đến với Jun ZX. Ngôi trường không có định kiến. King và Queen của trường năm nay đều là con trai. Thật á? Đây là phòng xe duyên, nơi chuyên thiết kế đồ đôi cho các couple. Wow, xe duyên cho hai bạn nữ luôn. Ở đây, tình yêu không phân biệt giới tính. Vi phạm hai luật nghiêm trọng. Một là giả làm BD, hai là trêu đùa tình cảm của người khác. Chuyện này là sao chị? Thì em bảo muốn có nhiều người ngầu với quanh em mà. Sao đừng ngã tóc rồi tự nhận mình công đi nhé. Tổ BD không đủ được em đâu.